Thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 7, Vũ Cát Tường đã xuất hiện trong ngôi nhà mới mua và đã chia sẻ với khán giả về những câu chuyện cá nhân, về công việc khi sắp bước sang tuổi 30. Trong đó đáng chú ý, ca sĩ đã lần đầu công khai giới tính thật của mình. Vũ Cát Tường chia sẻ rằng trước đây từng thử mặc váy nhưng nhận ra là không hợp. Một số show diễn gần đây, nhiều khán giả hỏi Vũ Cát Tường về thời điểm lấy chồng, lập gia đình. Nhưng ca sĩ cho biết trong tưởng tượng, Tường thấy mình mặc vest, nắm tay một cô gái làm đám cưới và thẳng thắn khẳng định mình là gay. Trước đó thì Vũ Cát Tường chia sẻ không muốn giấu về giới tính nhưng chưa một lần công khai vì đối diện với nhiều nỗi sợ. Và thời điểm này Vũ Cát Tường hạnh phúc khi được là chính mình, sống thật với những người yêu thương ở xung quanh. Chia sẻ này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. 10 năm qua, kể từ khi giành giải Á quân giọng hát Việt năm 2012, Vũ Cát Tường đã ngày càng chứng minh được tài năng âm nhạc của mình khi vừa là ca sĩ, nhạc sĩ và cũng là nhà sản xuất âm nhạc đa năng.